Trong một ngôi làng nọ xảy ra những chuyện rất lạ. Cô bé đang đá cầu kinh hoàng nhìn về phía trước, không dám nói gì chỉ vội vã bỏ chạy. Cậu bé bên cạnh nhìn thấy thứ đó cũng vậy vã cầm theo bô tiểu giấy còn quên cầm theo cũng vội vã chạy đi. Mỗi người xung quanh từ ông bà già, người trẻ, con trai con gái, từ cặp vợ chồng đang khiêu vũ đến cặp đôi đang cãi nhau bên cửa sổ, đến cả ánh mắt đều phải cất đi không dám thò ra. Lúc đó có một đoàn xe sang bắt đầu đi tới. Vài người mặc áo đen xuống xe trước, nhìn trước sau xung quanh rồi mới mở cửa xe, mời ông chủ lớn của mình xuống xe. Nhưng ông chủ lớn vừa mới đặt chân xuống đất thì có một chiếc xe tải to gan đi qua làm bắn nước bẩn. Ông chủ lớn là người nghiện sạch sẽ nên vô cùng tức giận. Thuộc hạ vừa nhìn đã biết phải làm gì. Anh ta bước lên phía trước. Để làm ông chủ bớt giận, anh ta rút súng ra và bắn đoảng một cái về phía chiếc xe. Chiếc xe xấu số bị đâm vào bên đường thì họ mới bắt đầu vào bên trong. Ông chủ ưa sạch sẽ này tại sao lại đến đây chứ? Một tên dẫn đầu đập cánh cửa lớn. Đây mà là phần trọng điểm của đêm nay. Vua của trái đất. Sườn non muối tiêu. Mật mã đôi bên chuẩn rồi. Cửa được mở ra, đoàn người mặc vest đen tiến vào bên trong. Bên trong có một ông chủ lớn khác nhưng mặc áo hoa và đang ngồi ăn lẩu. Trong lúc chào hỏi nhau, ông chủ áo hoa còn đánh giấm bùm một cái. Ông chủ lớn mặc vest tức giận nhưng vẫn tỏ ra sang chảnh hút xì gà. Ông chủ áo hoa đưa đũa cho đối phương và nói chắc là ông không sợ chung nước bọt đâu nhỉ. Ông chủ mặc vest nhận đôi đũa và ăn một miếng cá viên đồng thời cũng nổ một tiếng giấm lớn. Coi như xong màn chào hỏi, hai bên đưa ra hai chiếc túi. Bên đồ đen mở túi ra, tuy chiếc túi không được màu sắc cho lắm nhưng bên trong có rất nhiều tiền. Bên này chiếc túi màu sắc hơn nhưng mà có vẻ đều mở mãi không ra, kéo 3-4 lần mới được. Tuy túi đều như vậy nhưng bên trong lại có rất nhiều hàng trắng. Đôi bên đang giao dịch thuận lợi thì đột nhiên ở bên ngoài có tiếng súng nổ ra. Lão đại mau chạy đi, hình như bị bên áo đen gài bẫy rồi. Ông chủ áo hoa rất tức giận. Một màn đấu súng hỗn loạn nổ ra. Và Mai Thúy đã khiến họ phải trả giá bằng mạng sống, cũng như mọi gia đình bình thường trong ngôi làng này. Người đàn ông chờ vợ ngủ say rồi vào nhà vệ sinh để lén hút cần, nhưng bị vợ bắt quả tang ngay tại trận. Cô vợ thấy không thể cùng lão chồng suốt ngày phê thuốc chung sống đến hết đời nên muốn bỏ đi. Lão chồng thấy vậy thì quỳ xuống cầu xin, hãy tin anh, hãy vì anh hối hận rồi. Cô ấy đã vì gia đình này mà cãi lời của bố mẹ. Thậm chí để nuôi anh ta cô phải đi làm ở phố đèn đỏ. Sao anh ta còn dám phụ ơn của cô chứ? Tên này nghe thấy vợ kiên quyết ra đi thì tức giận nói lớn, cô không ở đây đi làm thì tôi lấy đâu ra tiền để hút hít chứ? Người vợ sụp đổ rồi, cô không thể chịu đựng được mà hét lên. Cô cầm lấy túi Mai Thúy định ăn hết để tự sát. Lão chồng tiếc của xông đến để giành lại. Nhìn thấy chồng ở dưới đất nhặt Mai Thúy nhục như con chó, cô vợ tức quá tiện tay cầm bình hoa đập vào đầu lão ta. Người vợ suy cho cùng vẫn là phải yếu. Nhìn thấy chồng nằm dưới đất máu chảy đầm đìa thì sợ hết hồn. Cô hốt hoảng chạy xuống lầu rồi đi ra ngoài đường. Cuối cùng bị một chiếc xe mất lái đâm vào và mất mạng. Trong một phân cảnh khác, trên chiếc xe có một người đàn ông, đầu đang chảy máu. Ghế phụ có một cô gái, cô ta bị một chai rượu đâm vào người. Lúc chiều tối nay theo thông lệ anh chàng này lái chiếc xe tải này đi buôn lậu Mai Thúy. Ở nhà anh ta đã có hiền thê nhưng anh ta vẫn ra ngoài ân ái với một cô gái trang điểm lòe loẹt. Vừa phê Mai Thúy, vừa ôm người đẹp thì có cảm giác nào sung sướng hơn. Anh ta lấy ra một túi Mai Thúy nhỏ tặng cho cô ta. Cô ta quả nhiên rất thích món quà này, nhanh chóng hít một hơi cho thật đã. Hai người đang trong lúc cao hứng, khí thế hừng hực thì đột nhiên nhìn thấy gì đó. Anh ta toát cả mồ hôi hột, đó là trạm kiểm soát. Hắn ta giao bằng lái xe cho cảnh sát trong sợ hãi, tưởng cứ như vậy là có thể đi, anh ngờ cảnh sát lại đòi kiểm tra cả cốp xe. Anh ta giả vờ phối hợp nhưng đã luồn tay ra đằng sau cầm con dao chuẩn bị ra tay. Nhưng anh ta còn chưa kịp ra tay thì cảnh sát đã ngã dưới đất rồi. Thì ra là do cô gái đánh lén. Không dám để thi thể anh ta lại hiện trường nên hai người đành mang anh ta theo. Cô gái vì quá sợ hãi nên không dám bỏ hung khí giết người ra, cứ cầm chai rượu bị vỡ trong tay. Mạng người chứ có phải cỏ rác đâu. Trong lòng anh ta cũng rất hỗn loạn. Trên đường chạy trốn vội vã, anh ta đã đâm qua vũng nước và làm ướt chân của ông chủ áo đen. Rất không may cho anh ta đây là một người nghiện sạch sẽ. Qua gương anh ta nhìn thấy tên đàn em chĩa cây súng lạnh lùng. Anh ta bị tiếng súng làm cho sợ hãi nên không khống chế được chiếc xe. Sau đó đã đâm vào một người phụ nữ đang chạy ra ngoài đường. Khi anh ta tỉnh lại, anh ta thấy cô gái bên cạnh anh ta đã tắt thở từ lâu rồi. Anh ta xuống xe nhìn thấy người phụ nữ bị đâm chết nên bắt đầu chạy trốn một cách điên cuồng. Anh ta gặp hai người đang canh gác ở cổng lớn, không nói lời nào lập tức nổ súng, hai phát súng, phát nào trúng phát đó. Tên đàn em trung thành sắp chết rồi nhưng vẫn không quên báo tin cho ông chủ. Tên này thấy có tiếng súng thì tiến đến định làm ngư ông đắc lợi. Kết quả súng đạn vô tình anh ta trúng ngay một nhát, cá không câu được mà mạng cũng chẳng còn. Cuộc đấu súng cuối cùng cũng kết thúc, một tên áo hoa với ý chí mạnh mẽ đã cầm theo được túi tiền và túi Mai Thúy bỏ ra ngoài. Mở cửa xe ra thì phát hiện người phụ nữ áo đỏ nên hơi do dự. Ở bên này người đàn ông nghiện Mai Thúy cũng tỉnh lại và đi tìm vợ. Vừa nhìn thấy vợ mình bị xe tải đâm thì lại nhìn thấy một tên mặc áo hoa đứng cạnh. Thấy trong tay anh ta có rất nhiều tiền và Mai Thúy, và lại oan có đầu nợ có chủ nên anh ta đã đá đít tên kia một phát. Người đàn ông tất nhiên không bỏ qua cơ hội, cầm cục đá đánh tên kia tới tấp. Người đàn ông định cầm hai chiến lợi phẩm đi thì đột nhiên từ trên xe, cảnh sát không chết và cũng bước xuống xe. Nhìn thấy người đàn ông mặc quần cộc áo ba lỗ trước mặt mình, lại nhìn thấy bao tiền và bao Mai Thúy, cảnh sát bắt đầu giơ súng lên.
đứng trước mũi súng Tiền hay Mai Thúy đều không còn quan trọng nữa. Ngày hôm sau, mọi thứ trong thôn diễn ra bình thường, như thể không có gì xảy ra ngày hôm qua. Cô bé vẫn đá cầu, hai vợ chồng vẫn đang khiêu vũ, mọi người vẫn nghe nhạc, nói chuyện, mọi thứ rất vui vẻ và hạnh phúc như những gì nó vốn dĩ nên nhận được. Bộ phim kết thúc. Câu chuyện ngắn hôm nay tôi kể có vẻ khá vô lý, đây cũng có thể coi là một phiên bản rút gọn hơn của bộ phim Kẻ Sát Nhân, một vòng tròn xung quanh thứ Mai Thúy quái ác, một sự luẩn quẩn khó thoát ra. Cuộc sống có thể không phải thiên đường nhưng Mai Thúy chắc chắn là địa ngục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn yêu.